Chào các bạn đã đến với kênh của GNDC. Và lâu quá mình mới gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Chắc cũng phải đến 2-3 tháng rồi. Và để tiếp theo một cái video ở trên kênh của mình thì mình sẽ tiếp tục giải đáp, có nghĩa là giải đố những chiếc vòng sắt trong bộ vòng sắt tiếp theo. Bộ trước là mình đã giải đố những cái vòng sắt của bộ màu vàng. Và bây giờ mình sẽ giải mã những cái vòng sắt của bộ màu xanh nhé. Đây là 8 cái của bộ màu xanh này. Bây giờ mình sẽ để nó ra đây theo thứ tự từ khó, từ dễ đến khó nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ giải mã cái đầu tiên nhé. Bộ này, bộ màu xanh này thì theo cảm nhận của mình thì nó dễ hơn cái bộ màu vàng trước mình đã giải đáp ở trong cái video trước của mình nhé. Bạn nào muốn xem thì có thể lục lại video của mình để xem. Bây giờ mình sẽ giải mã này. Cái trái tim này thì nó rất đơn giản thôi. Đây, các bạn chỉ cần, nếu các bạn thấy nhanh quá các bạn có thể cài đặt, trong phần cài đặt của video các bạn có thể cài đặt cho nó tua chậm một tí nhé, để không phải lăn được. Đó, cái này nó rất dễ rồi. Cái này chỉ cần cho hai cái trái tim này nó đối đầu với nhau này, và đúng cái chỗ tâm này, giữa này. Đấy, đấy, nắp vào lại như thế thôi. Hai trái tim này vuông góc với nhau 90 độ này. Đấy, rất là dễ luôn. Rồi, giải quyết xong cái này nhé. Cái tiếp theo là cái hình tam giác này, hai cái hình tam giác lồng với nhau này. Thì bây giờ nhé, các bạn cầm hai cái đầu nhọn của tam giác này. Đấy, nó có hai cái đầu của tam giác này, bạn cho sát vào nhau. Đấy, sát vào nhau như này này. Đấy, rồi bạn đẩy nhẹ nhàng luồn qua thôi. Đấy, nó như kiểu cái móc với nhau. Đấy, góc này là góc vuông 90 độ nhé các bạn nhé. Rất dễ, hình tam giác. Nếu mà nhanh quá các bạn có thể tua chậm video để xem. Cái này rất là đơn giản thôi. Cái tiếp theo, cái này cũng rất là đơn giản luôn. Cái này nó như kiểu là hai cái móc ghim của kẹp giấy, của kẹp giấy à. Đây các bạn cầm như này này. Cầm như này nhé. Cầm hai đầu to nhé. Cầm như này, trượt qua nhẹ nhàng thôi, móc lại, trượt qua, móc lại. Đó, rất dễ. Cái vinh vòng tròn tiếp theo nhé. Thực ra thì bốn cái đầu này rất là dễ luôn, nó cũng tương tự như nhau luôn. Các bạn chỉ cần tìm cái điểm lối ra của nó này, tìm hai đầu nó như nhau. Đây các bạn này. Đó, thấy chưa? Nhìn như kiểu chữ E với nhỉ? Nhìn như kiểu chữ E. Đó. Thì mình móc cái đuôi nó vào nhau này. Móc vào. Xong để góc 90 độ nhé. Dễ luôn. Bốn cái này quá dễ luôn. Và bây giờ là đến bốn cái khó hơn này. Ở đây vẫn còn cái dễ nữa. Đây, cái hình như kiểu hình quả cà chua này với hình tam giác này, cách giải như nào? Thì bạn cầm cái quả cà chua để như này. Cầm như kiểu bạn đang cầm quả cà chua nhá. Rồi cái tam giác ở dưới nhá. Có hai cái đầu kim loại nhá. Thì bạn xoáy theo cái xoáy này. Đây. Đây này, bạn để lệch sang một bên nhá. Để lệch sang một bên. Đấy. Thấy chưa?
Đây, mình làm lại cho các bạn xem này. Cái hình này đấy nhá. Đây. Quả cà chua nhá, có hai cái đầu nhọn nhá. Bạn cho nó đi vào kẽ này. Xong xoáy lên trên này. Xoáy lên trên. Xoáy lên trên này nhá, đúng không? Bạn kéo xuống. Thế là ra rồi. Nắp lại này. Nắp lại nhá. Bạn cho nó chui vào trong quả cà chua nhé, xong móc lên trên, móc vào bên trái nhé, móc vào bên trái này, xong lại lại quật qua bên phải này, đấy, dễ không? Đấy, bốn, năm cái dễ xong rồi nhé. Bây giờ đến ba cái khó hơn một tí, cái này là khá là nó khó hơn cái kia thôi, nhưng nó cũng đơn giản. Đây là những kiểu hai cái móc câu nhá. Các bạn giữ một cái như này cho mình. Đấy. Giữ một cái như này cho mình nhá. Rồi cái kia. Cái kia các bạn để thả lỏng này. Rồi các bạn đưa dần lên này. Đưa dần lên. Đưa dần lên xong các bạn chú ý cái đầu ngắn này nhá. Chú ý cái đầu ngắn này. Cái đầu ngắn này vắt vắt qua cái vắt qua cái thanh ngang đấy, xong các bạn lộn lên đấy, lộn lên như này rồi xong các bạn lấy tay này cầm cái đầu nhỏ này tuốt ra đấy. Bây giờ các bạn lắp vào thì các bạn lại phải xỏ cái bên tay trái là luôn luôn giữ nguyên nhá, để mình đỡ bị rối, nếu các bạn cả hai tay các bạn cùng thao tác nó bị rối, nhưng mà một tay bạn giữ nguyên này, tay phải bạn móc vào lỗ nha. Xong cái đầu to này các bạn cho nó úp vào cái đầu sắt thừa này nhá, cái đầu to cho úp vào xong các bạn xoay nhẹ, xoay xoay nhẹ đấy. Đấy thì nó hơi vào. Cái này nếu bạn nào chưa nhìn rõ nhìn kỹ thì các bạn có thể tua chậm video nhé, rất dễ thôi. Đây mình làm lại này, cho cái đầu sắt này móc lên đây, móc lên này, xong các bạn tóm lấy cái đầu to của nó này, rút ra đấy. Lắp lại thì các bạn móc vào lỗ này, xong lại xỏ vào cái sắt thừa đây này. Rồi xoay xoay nhẹ nhàng đấy. Xong đây các bạn ơi, cách giải của cái hai cái vòng sắt này rất đơn giản. Các bạn bên tay trái các bạn giữ nguyên cho mình như này nhé, hai cái chữ U này hướng lên nhé. Đấy. Còn cái vòng sắt ở dưới ấy, thì các bạn cho nó dựng đứng lên, xoay làm sao cho nó dựng đứng lên là được. Đây như này là dựng đứng lên nhé. Rồi cái lỗ vòng tròn to này này, bạn chụp qua cái chữ U đầu tiên, đây là cái chữ U đầu tiên này. Các bạn chụp qua chữ U đầu tiên. Rồi xoay ngang ra. Xoay ngang ra này. Rồi rút lên. Đấy. Khi cho vào các bạn này. Úp 90 độ xuống nhá. Đây các bạn nhìn 90 độ này. Vuông góc 90 độ luôn. Đấy. Đây nhìn úp này. Móc vào nhau này. Móc nhẹ nhàng. Xong lại xoay ra. Đấy. Làm lại nhá. Các bạn cho vào cái thế mà như kiểu vuông góc 90 độ với nhau này. Rồi cho cái vòng tròn to này này. Chui qua chữ U thứ nhất. Đấy. Rồi xoay ngang. Nhấc lên. Đấy. Cho vào thì lại hạ xuống. Xoay ngang. Kéo vào. Rồi. Xong cái thứ bảy nhá. Còn cái này là cái thứ 8 này. Thứ 8 này khá là dễ luôn các bạn. Các bạn cầm hai cái chân của hai cái vòng sắt này nhá, nhìn nó, các bạn cho so le với nhau này, nhìn này, hai chân của hai vòng sắt bạn cứ kéo ra như này cho dễ này, rồi cho nó so le với nhau, ghép vào nhau nhá, nhìn này, ghép vào nhau này, rồi lộn ngay. Khi ghép vào các bạn lộn luôn, ghép này, lộn này, lộn nha.
Rồi bạn cầm hai cái đầu to này mà bạn rút ra là được. Khi cho vào các bạn lại làm ngược lại thôi. Đây, các bạn lại xỏ vào đây, hai cái đầu nhọn xỏ vào cái lỗ. Đấy. Đấy. Xỏ vào lỗ rồi. Sau khi xỏ vào cái lỗ rồi thì các bạn phải xoay. Đây nhá. Sau khi xỏ vào cái lỗ thì các bạn xoay. Xoay này. Xoay lên. Đấy. Xoay nó ra thôi. Mình làm lại một lần nữa nhé. Đây. Cái này nó hơi khó nhìn thôi nhưng mà thực ra rất rất là dễ. Đây. Các bạn bạn vắt hai chân của nó cạnh nhau này. Đầu tiên là cầm như này này, vắt hai chân cạnh nhau này. Rồi lộn ngược. Rồi cầm hai này rút ra rồi. Nắp vào ngược lại. Đấy. Khi đấy nắp vào rồi thì bạn xoay. Đây, xoay. Rồi. Mình đã cùng các bạn chinh phục 8 cái vòng sắt hách lão. Đấy, mình đã cùng các bạn chinh phục 8 cái vòng sắt hách lão tiếp theo. Thì mình vẫn còn một cái bộ vòng sắt tiếp theo nữa để sẽ dành cho clip sau, vì clip này là khá dài rồi. Các bạn nào thì muốn quan tâm đến cái sản phẩm này thì cũng có thể liên hệ mình qua cái địa chỉ ở dưới phần mô tả của video. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và ấn thích video để làm động lực cho mình để làm những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào.